tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những điều nghe thấy Của nhà văn Hồ Biểu Chánh Tác phẩm được sáng tác tại Sài Gòn năm 1956 Người đọc Thái Hoàng Phi 14 Mặc dầu dùng chợ lớn đã trải qua một hồi ngơ ngẩn do Nhật Bổn gây ra giữa giới Hoa Kiều từ nửa năm 1941 tới nửa năm 1945 rồi còn phải chịu vài cơn khói lửa trong năm năm 1944 và năm 1945 trước do nạn phi cơ quanh tạc sau do binh đội Pháp tái xâm Dùng này cũng không hư hao chi lắm Hai dãy phố lầu của bà băng xíu Một dãy ở sớm củi Một dãy ở chợ lớn mới Thấy đều bình yên Nhà máy say của bà ở kinh mới Bị nhật bổn sung công một thời gian Rồi bị phá hư chút đỉnh Đã sửa lại xong hết Năm 1950 này khách đi quan sát Thì thấy nhà máy vẫn say lúa như thường Phố xá thường già vẫn đỡ đủ hết Cuộc buôn bán còn phồn thạnh hơn hồi trước Ngoài đường người ta qua lại cũng đông hơn nhà phố cất thêm chật ních còn cất tràn lan ra khắp mấy vùng ngoại ô nữa xe hơi rần rộ chạy cả ngày đêm thiên hạ ăn cho tới sáng mà chưa muốn nghỉ bây giờ ghé mắt vô nhà bà ban xíu coi ra làm sao bà ban năm nay đã quá tuổi bảy mươi lăm rồi tóc bạc trắng răng chỉ còn có năm bảy cái lung lay sơ rơ nhưng mà nhờ khí bẩm mạnh tiếp dưỡng nhiều ăn ngủ có độ lượng bởi vậy sức khỏe vẫn còn dồi dào da thịt chưa ốm suy tay chân vẫn còn cứng cỏi trí ý vẫn còn bình tĩnh cô đái thị kiềm đã được bốn mươi lăm tuổi rồi mắt cô ngó chưa hết lé duyên chân cô vẫn còn nhúc nhắc nhờ ăn ngủ sung sướng không rầu không lo trên kỉnh mến bà mẹ hiền dưới vui yêu đứa con quý bởi vậy cô sống sởn sơ thông thả như bụi hường trồng trong chậu dưới có phần tiếp dưỡng trên có trại che nắng mưa cách năm năm trước cô hay tin chồng cô bị tai họa tự nhiên cô than khóc vì số mạng không dài nên mới gặp dịp hỏng may nhưng buồn trong ít tháng rồi cô xét lại phần cô như người đã trả xong nợ đời bởi vậy lần lần cô cũng được an ủi nỗi lòng mà khuây lãng từ ngày đó cô kìm thảnh thơi chẳng còn một điểm nào lo ngại nữa cô đặt tất cả thương yêu chiều chuộng vào bà mẹ khôn ngoan với đứa con nhõng nhẽo khỏi chia sớt cho ai nữa hết thấy con đã trọng tuổi lại quá bụa nên rảnh rang bà ban giao hết chìa khóa với sổ sách cho cô kìm coi thâu suốt có ý tập cho cô thông hiểu đầy đủ cách quản lý gia tài phòng khi bà trăm tuổi già thì cô kế nghiệp cho khỏi bợ ngợ khỏi thưa thớt vì từ nhỏ cô đã thấy cách mẹ làm thấy ý mẹ định những công việc của mẹ giao thì cô đã thông thạo hết bởi vậy cô không xem đó là một mối lo Một gánh nặng Nhờ mấy năm sau này cô kìm thảnh thơi khỏe khoắn Nên cô mát da thấm thịt hơn xưa Tánh vui vẻ bãi bui Cũng như lòng ôn hòa lương thiện Cô cũng còn giữ được hoài Dầu có chồng có con Mà tánh ý cô không phai không đổi Còn cô Trịnh Thị Kim Cúc Năm 1950 này đã được 24 tuổi rồi Cô là đứa con yêu của cô Đái Thị Kim Mà lại là cục cưng của bà Ban Xíu từ khi vừa mới biết đi biết nói cô thấy cả nhà đều tưng tiêu chiều chuộng hễ cô ái một tiếng thì ai nấy chạy lăn xăng nhất là mẹ với bà ngoại đua nhau mà làm cho cô đẹp ý vừa lòng dành nhau mà dỗ về nựng nịu cô đòi cái gì cũng được cô muốn thứ gì cũng cho hồi còn nhỏ hễ cô khóc thì chị vú với mấy người gia dịch đều bị rầy hết thảy chừng lớn lên đi học hễ cô giận thì mẹ với bà ngoại xúm lại vuốt da, o bế đủ cách cho cô vui cười Dù mua cái cười đó giá bao nhiêu cũng không kể Phương pháp giáo dục phi thường đó tự nhiên Nó ung đúc kim cúc thành một thiếu nữ kỳ quái Không giống cô gái nhà ai hết Ở trong nhà cô tưởng cô là chúa tể gia đình Dầu bà ngoại với cha mẹ cũng là người sống để cho cô sai Để thực hành các điều theo ý cô muốn Vô trong trường thấy bà giáo với ông giáo sư nào cũng nghiêm nghị Khiến học trò nào cũng phải sợ nên kiên nể Hễ thầy dạy thì cô phải vâng, đâu có dám cãi. Nhưng đối với chúng bạn đồng sông thì cô tử tế, sông cứng cỏi, không có biết sợ trò nào hết. Năm 1947, Kim Cúc thi đậu tú tài toàn phần rồi. Ôi thôi, từ đó cô là bà chúa bà hậu trong nhà. Mẹ với bà ngoại đắc chí vui mừng, càng thêm chiều chuộng, làm cho cô càng thêm động đảnh. Năm đó Kim Cúc được 21 tuổi nên đã ra mã con gái vừa gả lấy chồng được lắm rồi mắt cô không có lé như mẹ mà chân cũng đi thẳng băng không có nhúc nhắc về sắc đẹp thì nhờ mẹ cha đều dễ coi nên cô cũng được da trắng mặt vui tay chân dịu dàng tướng đi yểu điệu nhà đã có nhiều tiền mà kim cúc lại có bằng tú tài thì dễ cho cô lấy chồng trong bực quyền quý trí tài nhưng cô không muốn nghe nói chuyện lấy chồng mà thi đậu ít tháng rồi cô tỏ ý muốn qua pháp mà học thêm năm bảy năm nữa Học đặng về làm kỹ sư hoặc bác sĩ Mẹ với bà ngoại phải khóc lóc năn nỉ xin cô đừng có đi Bởi vì bà ngoại già quá Còn mẹ thì yếu đuối Cần phải có cô ở nhà giúp với mẹ Mà quản xuất sự nghiệp chứ Kim Cúc vì biết thương mẹ với bà ngoại Không nỡ làm cho mẹ với bà ngoại buồn rầu Nên cô chịu bỏ ý định đi tay học thêm Xong cô buộc Đừng có ép cô lấy chồng ngoài ý cô muốn Bà ban với cô Kim vui lòng chấp thuận điều kiện đó liền Khách quan sát ké mắt vào gia đình của bà Ban Xíu Khách nhìn thấy có vài điều Làm cho khách chẳng khỏi ngạc nhiên Rồi suy nghĩ Bà Ban Xíu ít con, ít cháu Bà chỉ sinh có một mình cô Kiềm là con Mà cô Kiềm cũng chỉ sinh được Có một mình Kim Cúc Bị vậy mà mẹ con bà tưng tiêu Chiều chuộng Kim Cúc Tập cho Kim Cúc quen cái tánh động đảnh Muốn ngăn nào được ngăn đó Cái đó là kết quả dĩ nhiên Của cách giáo dục không có quy củ Bởi vậy Kim Cúc mang khó tánh Nghĩ chẳng là gì Nhà bà có tiền bạc nhiều Mẹ con bà ăn xài thế nào cũng không hết mà sợ Bởi vậy Kim Cúc muốn cái gì Đòi cái gì Bà cũng làm cho cháu vui lòng Điều đó cũng hiểu được Có điều này khó hiểu nè Là bà Ban chỉ biết chữ Tàu Còn cô Kim thì chỉ biết chữ quốc ngữ Lại thổ nay mẹ con bà Không có giao thiệp trực tiếp với người Pháp Bán gạo thì bà phú cho máy chính Đi thương thuyết với mấy nhà xuất cảng Pháp rồi về cho bà hay đặng bà liệu định giá cả mà thôi kim cúc học pháp văn từ hồi còn nhỏ và tiếp tục học cả chục năm mới lấy được bằng tú tài ai ép buộc mẹ con bà ban phải cho kim cúc học chữ pháp tiếng pháp hay là tự ý mẹ con bà muốn như vậy về việc này người ta có thể nghi trịnh khải minh muốn cho con phải học chữ quốc ngữ với chữ pháp hồi con còn nhỏ nên mẹ con bà ban phải làm theo chừng minh chết thì trên trường học thức kim cúc đã đi xa rồi cô không chịu trở bước qua đi đường khác bởi vậy mẹ con bà ban phải để cho cô đi luôn phải vậy không còn một điều này nữa cũng quái lạ nữa nè là cô gái hai mươi tuổi học đã có đủ hai bằng tú tài rồi bà với mẹ không muốn cho cô vượt biển hay tu mây mà đi học thêm nhà có cơm tiền học đã viên mãn tuổi cũng vừa lấy chồng tại sao kim cúc không nở gây nỗi buồn cho bà với mẹ nên cô chịu ở nhà mà cô lại buộc không nên gả cô lấy chồng Bị thất tình rồi chán nản Hoặc là có hẹn ước cùng ai hay sao Hai điều này không phải ngó thấy hay là nghe qua thì đoán trúng được đâu Phải mất nhiều công phu Phải chịu nhiều khó nhọc mà thăm dò hỏi han mới tìm ra duyên cớ Mà duyên cớ khiến cho Kim Cúc học chữ Pháp Cũng như duyên cớ khiến cho Kim Cúc không muốn lấy chồng Tìm ra thì cả hai đều dị kỳ Thiệt nếu ai làm lanh mà đoán bướng thì chắc phải trật lất hà Quý vị nghe đây nè Chúng ta đã biết Khi mà bà ban xíu gã cô Kiềm cho Trịnh Khải Minh rồi Bà biết rõ tâm tánh của chàng rể Bà mới hoạch định phương pháp để bảo thủ tài sản Và bà chỉ vẽ mưu kế cho con đối đãi với chồng Kế hoạch của bà hướng về sự nuôi Trịnh Khải Minh cho sung sướng vui vẻ Đặng giúp cho cô Kiềm sanh con Nghĩa là giúp cho bà có nhiều cháu Đặng ngày sau tụi nó chung nhau mà hưởng sự nghiệp của bà. Luôn luôn mẹ con bà thi hành đúng theo kế hoạch đó. Bởi vậy ở trong nhà mẹ con vui vẻ với minh, không có bao giờ tỏ ý khinh khi hay là nói tiếng nặng tiếng nhẹ gì hết. Mỗi ngày minh ăn mâm cao cổ đầy, ngủ giường êm nệm ấm, mặc áo quần nhổn nha như nhân tôn công tử. Buồn muốn đi chơi thì có xe hơi riêng để lái mà đi. Trong bếp phơi thì có bạc trăm luôn luôn hễ sập bóp thì cô kìm chêm thêm không đợi hỏi ngoại trừ cái sự ăn chơi sung sướng minh không có quyền hành gì trong nhà mà cũng không được mó tay vào cuộc quản lý tài sản nào hết trơn bị bà ban không tin cậy nên bà đâu có giao cho minh làm việc gì đâu mà bà cũng không nói cho minh biết việc làm của bà nữa nếu mình có tỏ ý về việc chi trong nhà thì mẹ con bà ban hoặc cười đặng bỏ qua cho khỏi mít lòng minh hoặc khen phải rồi hứa sẽ làm theo mà cũng không có làm gì hết Mọi việc đều do mẹ con bà bàn với nhau Mà quyết định Không cần nói cho Minh hay Dầu Minh có hay Mình bày tỏ ý kiến Thì mẹ con bà cũng không kể Tùy phải ráng mà nghe Xong nghe chơi chứ không cãi Mà cũng không làm theo Ấy vậy dù Kim Cúc học chữ Pháp Không phải tại cha quyết định như vậy Nên mẹ với bà ngoại phải làm theo đâu Và hỏi chắc chắn rồi Việc đó tại bà ngoại với mẹ định đó đã Chứ không phải tại cha Cha bơ thờ rất đổi Phận cha Hồi nhỏ cha đi học Cha cũng không có chủ tâm cho lắm Huống chi là phận con Mới 6-7 tuổi mà cha đã lo cho nó học hành làm gì Số là bà Ban thấy Kim Cúc đã được 7 tuổi Mà cô Kiệm không có đẻ chữa nữa Bà ước mong cho có một đứa cháu ngoại trai Mà coi thế sợ vọng bất thành Một bữa bàn về tương lai với cô Kiệm Bà nói lượng sống dân minh tân kỳ Cả tinh thần và vật chất Nhất là văn minh về cơ khí Đã tràn lan khắp thế giới rồi từ đây con người phải sống với cuộc cạnh tranh quốc tế Chứ không có phải sống với cách bế quan tự túc như xưa nữa được Mà giao thông quốc tế để cạnh tranh quyền lợi Điều cần yếu là phải có học thức cho rộng rãi với hợp thời Kim Cúc đã tới tuổi đi học rồi Vậy phải lo chứ không có nên để trễ Chừng Kim Cúc lớn khôn Nó sẽ có phố, có điện viên, có nhà máy Phải tính cho nó học tiếng gì Chữ gì cho thích hợp với cuộc làm ăn của nó ngày sau Sống giữa phong trào giao thông quốc tế Thì tự nhiên phải học chữ được thông dụng Trong mấy nước đương giao thương với mình Mà trong xứ này không có trường dạy anh văn Vậy thì chỉ học được Có hai thứ chữ là hoa văn với pháp văn Việc văn thế nào rồi nó cũng biết Đâu có cần phải lo Cô Kiềm nói Người Việt cần phải học tiếng mẹ đẻ Trước hết đặng giao thông với đồng bang Rồi học anh ngữ là thứ tiếng được thông dụng khắp hoàn cầu ngặt nước mình không có trường dạy anh văn, vậy học việt văn đủ dùng rồi thì học pháp văn. Nghe nói trường pháp á, mỗi tuần đều có dạy anh văn một hai giờ, vậy cũng xong. chứ học qua văn chỉ dùng được với người tàu thôi hà. Tại mẹ con bà ban bàn tính với nhau như vậy, nên mới kệ cô giáo mỗi ngày tới nhà dạy cho kim cúc một giờ rưỡi, dạy từ sáu giờ rưỡi cho tới tám giờ tối, bắt đầu dạy việt văn trước. Kim Cúc nhõng nhẽo nhưng ham học lại có trí sáng nữa. Bởi vậy học có 4 tháng thì em biết đọc biết viết chữ quốc ngữ, cô giáo khởi dạy pháp văn. Kim Cúc học Việt văn rành rồi, nghe mẹ với bà ngoại khen, em khoái chí càng siêng học hơn nữa. Trong mấy ngày nghỉ lễ cũng như trong lúc bãi trường, cô giáo không có dạy ban đêm nữa, cô đổi mà dạy ban ngày. Sớm mời 2 giờ từ 8 giờ tới 10 giờ, buổi chiều cũng 2 giờ từ 3 giờ tới 5 giờ cô dạy xuất pháp văn với toán Nhờ vậy nên khi Kim Cúc được 10 tuổi Em đọc sách chữ pháp rành rẽ Mấy chuyện dễ hiểu em hiểu được Viết ám tả ít lỗi Đặt câu văn cũng trúng Mà bốn phép toán cộng trừ nhân chia Em làm mau lẹ Bà Ban nhờ thầy ký tân là chồng cô Tùng Làm trong hãng rượu lai ve chỉ dẫn dùm Nên bà chở Kim Cúc ra trường đầm ngoài Sài Gòn Mà xin cho Kim Cúc học Ở ăn cơm buổi trưa trong trường Lúc đó Người Việt ít cho con học trường đầm lắm Chỗ trống còn nhiều Bởi vậy bà hiệu trưởng ghi tên cho học Mẹ con bà Ban lo may đồ đầm cho Kim Cúc bận đi học Sớm mời xe hơi đưa ra trường Rồi chiều xe ra chực rước dìa Kim Cúc bắt đầu học niên khóa 1936-1937 Em đúng 10 tuổi nên ngồi lớp đầy bác Nhờ có học riêng với cô giáo 3 năm ở nhà Cô dạy ân cần đủ môn Nên em học lớp này dương sức Học chung với con gái Pháp Em phấn chí tranh tiên Em không chịu để thua chúng bạn Nhờ vậy mà năm nào em cũng có phần thưởng Và mỗi năm được lên lớp suôn sẻ Khỏi thi môn nào hết trơn Niên khóa năm 1941-1942 Em học lớp đệ tam Mãng năm em thi đậu bằng đệ nhất cấp trung học Pháp Bị chiến tranh đương lừng lẫy khắp hoàn cầu Trường đầm Sài Gòn không có giáo sư mà mở thêm hai lớp trên Là lớp đệ nhị với lớp đệ nhất bà hiệu trưởng trường đầm phải viết thơ cho ông hiệu trưởng trường Loba mà xin để dành chỗ trong lớp đệ nhị cho bảy học trò của bà học tiếp năm pháp hai việt thế thì đầu niên khóa 1942-43 Kim Cúc phải dời qua học lớp đệ nhị trong trường Loba, học chung với con trai Kim Cúc cũng như mấy chị em trường đầm mới qua không thể ở ăn cơm trưa tại trường được nên mỗi ngày đi học xe phải đưa rước hai buổi nhưng bà Ban có xe sẵn Lại có sớp phơ Nên sự đưa rước không có chi bận lòng Lại thêm Trịnh Khải Minh thầm nghĩ Mình không có công lo lắng cho con học Mà mới 15 tuổi nó đã thi đậu bằng đệ nhất rất dễ dàng Chàng tính phải phò rìa Đặng có chút công cho khỏi hổ Nên nhiều bữa chàng dành với sớp phơ và đưa con Có khi đưa ra tới trường Rồi chạy luôn lên phú nhuận thăm nhà Đợi gần mãn giờ học Mới chạy xuống rước con về Học lớp này Kim Cúc có được hai người bạn chí thân Một là cô Bạch Lệ Quyên Con của một vị đại thương gia buôn hàng Bắc ở đường Kinh Lấp Cô với Kim Cúc đã thân nhau từ mấy năm Còn học bên trường đầm Nay qua đây sống giữa đám bạn trai lạ lùng khác phái Không thể gần gũi chơi bời thông thả được Lệ Quyên với Kim Cúc phải chuyện giảng cùng nhau luôn luôn Bởi vậy tình thân yêu càng thêm kháng khích Còn người bạn thân thứ hai là cậu Lý Cẩm Đường Học trò cũ của trường này cậu cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp một lượt với kim cúc và lệ quyên hiện giờ cậu là một học sinh giỏi hơn hết trong lớp nhất là giỏi về môn toán pháp môn học khó khăn càng bước tới càng thấy mắc mỏ càng làm bưng đầu loạn ốc của bọn trẻ cẩm đường học giỏi mà lại có tánh trầm tĩnh ôn hòa nhỏ nhoi vui vẻ không tự cao nhất là không có chịu dòm ngó chọc ghẹo mấy bạn gái trong lớp như các bạn trai kia cử chỉ đàng hoàng đó gây thiện cảm cho kim cúc với lệ quyên làm cho hai cô này vững bụng mà giao thiệp giao thiệp đặng trong mấy giờ chơi mà cậy giải nghĩa giùm những điểm khó khăn về toán pháp ông thầy đã dạy song hai cô chưa hiểu rõ học được vài tháng thì mấy giờ chơi người ta thấy năm cô học sinh pháp chơi chung với nhau có khi một hai trò trai hoặc pháp hoặc việt thì nói chuyện còn kim cúc với lệ quyên là chơi riêng với cẩm đường khi cùng nhau đi qua đi lại dưới bóng cây khi chòm nhôm ngồi trên thềm lật sách ra mà diễn giải mấy bài học một bữa kim cúc tỏ ý với mẹ và bà ngoại là cô muốn mời hai bạn thân của cô tới nhà ăn cơm chơi với cô một bữa bà ban xíu cũng như cô kìm nhận thấy kim cúc nhờ có đi học được tiếp xúc với chúng bạn lại nhờ học càng nhiều càng hiểu biết lễ giáo thêm nên bớt ngang tàn đổng đảnh biết kính mến bề trên biết thương yêu kẻ dưới thì mẹ con bà ban rất vui lòng nghe Kim cúc muốn mời hai bạn thân tới nhà ăn cơm chơi lại trong hai bạn đó có một cậu trai bà bà quen tánh lo xa bà muốn biết tánh tình của hai bạn nhất là của cậu trai này nên bà chịu liền bà biểu mời trước đi mời chủ nhật ăn cơm trưa nhưng cho xe đi rước sớm nặng vô chơi lâu lâu một chút kim cúc mời thì cả hai bạn đều chịu hết kim cúc hứa 9 giờ sớm mời chủ nhật sẽ ngồi xe ra rước Cô kìm vui mà thấy con bắt đầu tập cách giao tiếp với người ngoài Cô sẵn lòng giúp cho con đãi bạn Vừa thân thiết vừa trọng hậu Cô hỏi con muốn đãi cơm việc hay cơm gì Kim Cúc nói hai bạn ăn cơm việc hàng ngày Vậy nên đãi đồ tàu Đặng bạn trở bữa cho lạ miệng Trưa thứ bảy Kim Cúc sửa soạn đi học Cô Kiệm đưa tiền cho con mà dặn Tan học chiều rồi Con đi thẳng xuống đường kinh lấp Lỡ mua ít thứ bông Đà Lạt đặng chưng ít bông trên bàn thờ ông ngoại còn bao nhiêu thì phân mà cấm hai bình một bình để tại phòng khách một bình để giữa bàn ăn cho có vẻ vui vui hợp mắt nam nữ thanh niên đời mới sáng chủ nhật cô kiềm kêu sắm muối là người ở phụ sự với mẹ con cô đã mười mấy năm nay vì sắm sòi mắt lo trầu nước áo quần với mình mùng cho bà ban không thể rời xa bà được cô dặn sắm muối qua chợ lớn đặt nấu một cổ đồ ăn tàu có vi cá heo con quay bào ngư gà ác cá chẻm chiên cô lại biểu mua bánh bao bánh xếp bánh ngọt nhiều thứ mua thứ mắc tiền đặng ăn cho ngon đặt đồ ăn cơm thì dặn 11 giờ xe qua chở đặng về ăn cho còn nóng kim cúc chân bông mỗi chỗ xong đúng 8 giờ rưỡi cô mới ra xe đi rước bạn đợi con đi rồi trịnh khải minh mới nói với vợ mà đi ra phú nhuận thăm nhà để cho con thông thả mà tiếp bạn cho vui gần 11 giờ sáng chàng sẽ trở về ăn cơm Chàng lên xe riêng mà đi nữa Kim Cúc ra Sài Gòn ghé đường Kinh Lấp Rước cô Bạch Lệ Quyên Rồi mới lên đất hộ rước cậu Lý Cẩm Đường Bà ban ra nằm trên bộ dáng tại phòng khách Có ý chờ coi bạn của cháu ra thế nào Cô kìm coi cho A à Muối sắp ba bánh bao Với ba bánh xếp vô một dĩa Còn bánh ngọt thì mỗi thứ lấy một cái Sắp vô một dĩa khác Đợi khách đến rồi sẽ bưng ra cho Kim Cúc đại khách gần 9 giờ rưỡi xe của Kim Cúc mới về tới. Kim Cúc dắt hai bạn vô nhà. Giới thiệu cho bà ngoại với mẹ biết cô Bạch Lệ Quyên là con của một thương gia bán hàng Bắc Việt trong một căn phố lầu tại đường Kinh Lấp. Còn cậu Lý Cẩm Đường gốc ở Tân An lên ở ngủ tại chùa của một ông dượng ngoài đất hộ mà đi học mấy năm nay. Cô Kim vui vẻ biểu Kim Cúc mời hai bạn ngồi chơi, đừng có ái ngại gì hết. Kim Cúc chỉ cái ghế salon phía bên vách mà mời Cẩm Đường ngồi còn hai cô ngồi phía bên này ngó qua Bà Ban thấy tướng mạo cẩm đường Thiệt thà tề chỉnh thì bà biểu Cứ thông thả ngồi chơi Chẳng cần phải ké né Cẩm đường thấy Kim Cúc đi học có xe hơi lộng lẫy đưa rước Thì biết là con nhà giàu Nhưng vô đây thấy ở phố Lại bà ngoại với mẹ Đều là người mặc đồ đen thường Tuy đeo sòn song không có lệ loẹt Không phấn son trang điểm Vui vẻ giản dị Không kêu hãnh là mặt nhà giàu sang Thì cậu bớt ái ngại mà vì quen tánh trầm tĩnh nên cậu ngồi ngó chứ không nói gì hết A à muối bưng hai dĩa bánh đem ra để trên bàn Kim Cúc đứng dậy đưa đĩa bánh bao bánh xếp trước mặt cẩm đường mà nói Anh lấy một cái bánh xếp mà ăn đi cẩm đường Ăn bánh xếp rồi ăn bánh ngọt Uống nước cam nha Chẳng nên ăn bánh bao Bị thứ đó dồn ruột no quá Rồi lát nữa ăn cơm không nổi Bữa nay em xin má em cho Hai bạn ăn một bữa cơm Quảng Đông Cho lạ miệng một chút đó Cô Quyền nói Em thích cơm Quảng Đông lắm Em cảm ơn chị hiểu biết ý em Nên chị với bác cho em ăn cơm khách trú Có bào ngư vi cá ngon lắm Em chắc anh Cẩm Đường không có chê cơm Quảng Đông Phải không anh Cẩm Đường chúm chím cười mà đáp Ăn để bổ sức mà sống Tôi không có kén chọn thứ gì hết Tôi nhớ có một câu sách nói là Nếu ăn cơm mà không có thịt thì mình ăn trễ để cho bụng đói rồi sẽ ăn Tự nhiên bữa cơm cũng ngon như ăn có thịt vậy Tôi nói vậy là ý tôi muốn tỏ cho hai cô biết Tánh tôi giản dị lắm chứ không phải dám chê đồ ăn ngon Của bác hảo tâm sắp cho mình ăn Chị Kim Cúc đã xin với bác sắm đồ ăn để đãi mình Trước hảo tâm đó dầu ăn mắm muối mình ăn cũng ngon Chẳng luận là bào ngư di cá Kim Cúc cứ bưng dĩa bánh đưa qua mà nói anh nói em đãi thứ gì Anh ăn cũng ngon hết Vậy anh ăn một cái bánh xếp trước đi nha Cẩm đường mắc bẫy Không thế thối lui được Nên phải lấy một cái bánh xếp mà ăn Hai cô cũng lấy mỗi người một cái bánh xếp Mẹ con bà ba ngồi bên gián nghe trẻ nói chuyện Cả hai mẹ con đều hài lòng Mà thấy Kim Cúc biết chọn bạn mà chơi Lệ quyền có phong độ giàu sang Lại vui vẻ biết cách xã giao Còn cẩm đường nghiêm chỉnh đàng hoàng Lại có khiếu quân tử tuy nghèo song có đủ lễ giáo chứ không phải lất khất như hạng trai thất giáo bà đâu nói đó đặng gia gái bất luận gái nào bà bàn thấy cháu bà gần với bạn như vậy mới có thể học cách làm người được gần với lệ quyên mà học cái phong độ giàu sang mà không kiêu căng còn gần với cẩm đường đặng tập tư cách quân tử ngay thẳng thanh tao ôn hòa giản dị cứng cỏi mà không vô lễ vui vẻ mà không lả lơi bà hỏi thăm tuổi của hai trẻ mới hay lệ quyên mười sáu tuổi đồng ni viết kim cúc con cẩm đường mười bảy tuổi lớn hơn hai bạn gái một tuổi cô kìm hỏi lệ quyên vậy chứ cha mẹ cô buôn bán hàng bắc là bán thứ hàng gì cô lệ quyên nói bán đủ thứ như là hàng lụa lãnh nhiễu xuyến vân lại còn bán đồ đồng đồ cẩn đồ thiêu, đồ sơn mài hỏi tới anh em mấy người thì cô nói cô là gái đầu lòng cô còn một đứa em trai mười tuổi đang học tại một trường tư thục ngoài sài gòn bà ban tiếp theo bà hỏi cẩm đường còn cháu cẩm đường ở tân an mà ở là tại tỉnh lỵ hay là ở trong làng vậy dạ má con thì ở trong châu thành tân an Giữa bên đường đi tầm du đó cha mẹ còn sống toàn hay không thưa ba con mất hơn hai năm rồi con chỉ còn có mẹ mà thôi tội nghiệp dữ không cháu đi học rồi vậy bà chị ở nhà với ai cháu có anh chị lớn gì hay không vậy thưa con có một người anh với một người chị con là út anh con làm hiệu trưởng trường bình phước ở phía tham nhiên đó còn chị con thì dạy ở trường tỉnh tân an chưa có chồng nên ở với má con ngộ hen trong gia đình vậy anh chị ai nấy cũng dạy học hết trơn à thưa ba con hồi trước cũng làm thầy giáo ba con lúc sanh tiền thường nói là nghề giáo quấn thì nó an ổn thảnh thơi mà khỏi mang tiếng tâm nữa mà lại còn có công giúp mở mang trí thức cho đoàn hậu tấn tại vậy mà anh chị con mới nói nghiệp cha mà làm nghề giáo cho ăn thân đó chứ cháu tin học cho xong lấy được bằng tu tài rồi cũng nhập luôn theo ti giáo quấn như anh chị cháu vậy hay sao thưa thời cuộc lộn xộn cho nên cũng chưa biết tương lai thế nào nữa vậy còn nhỏ thì con phải gia công mà học để mở mang trí thức vậy thôi còn chưa có dám quyết định đường tương lai của con phú cho trời phật dắt đi đâu con đi đó miễn là đi đường ngay thẳng thì con vui hà bà nghe cháu nói chuyện bà hiểu tâm hồn của cháu rồi cháu nhỏ tuổi mà ý lại chuộng thẳng ngay trong sạch được lắm đa bà khen cháu đó nghe nghe con kim cúc nói trong lớp à, cháu học siêng hơn mấy bạn nên đứng đầu là giỏi nhất về môn toán pháp nữa bà khuyên cháu cố gắng mà học nha không cứ học tới hoài à đừng thèm kể thời cuộc nữa dầu thời cuộc biên chuyển thế nào học thức nó cũng vẫn là học thức hà mà thẳng ngay trong sạch cũng vẫn không có mất giá đâu mà sợ thưa con rất cảm ơn bà cháu học nếu chú nhật có rảnh vô đây chơi cả lệ quyên cũng vậy bà sẵn lòng tiếp đãi bản thân của kim cúc hà con cháu đi học xa nhà xa mẹ xa anh chị nếu có điều gì bối rối cực lòng thì nhắn với kim cúc cho bà hay bà sẽ liệu mà gỡ rối giùm cho đừng có ngại gì hết con cảm ơn bà lắm bà ban đi vô trong Cô Kiềm đi theo vô Biểu A Muối đem ly với nước đá với nước cam ra cho Kim Cúc đãi khách Mẹ con bà Ban sầm xì khen hai bạn thân của Kim Cúc Khen lệ quyên đẹp đẽ là dạng dĩ Vui vẻ mà không lã lơi Khen cẩm đường nghèo mà ham nghĩa nhân Mồ côi mà có lễ giáo Học giỏi mà không tự cao tự phụ Ở phía trước ba trẻ nói chuyện với nhau Vui cười mà thanh nhã Tranh luận xong ôm hòa Cười nói không thô tục Cãi giả mà không hờn giận mẹ con bà ban ở trong lóng nghe thiệt quả ba trẻ yêu nhau nhưng mặt kỉnh nhau chứ không phải như bọn thất giáo hễ trai gái hồi hiệp thì cứ kiếm thế gieo ái tình cứ nói chuyện nguyệt hoa ông bướm không biết chuyện gì khác gần mười một giờ a muối lên xe đi qua chợ lớn chở đồ ăn trịnh khải minh đi phú nhuận về tới kim cúc tiến dẫn hai bạn cho cha biết mình vui vẻ ngồi uống nước cam nói chuyện với ba trẻ gây cảm tình cho cẩm đường với lệ quyên khỏi ái ngại rụt rè a sồi phụ với a muối đặt bàn dọn thức ăn thấy đồ ăn đã dọn xong cô kiềm bước ra biểu kim cúc mời cha với hai bạn vô dùng cơm bà ban định kim cúc với hai bạn ngồi một phía còn bà với con rể ngồi một phía bên này bà ngồi trên rồi tới kiềm và minh bên kia cẩm đường rồi tới kim cúc và lệ quyên thành thử cẩm đường ngồi ngang với bà ban còn lệ quyên thì ngồi ngang với thầy minh bà ban không có con trai mà cũng không có cháu trai nay bà thấy cẩm đường học giỏi lại dễ thương tự nhiên bà yêu quý nên cứ theo nhắc nhở mời ép cẩm đường ăn biểu ăn cho no đừng có ái ngại gì hết đầu kia cha của kim cúc thì mời ép lệ quyên cô ngồi giữa hai bạn kẹp hai bên bởi vậy cô dai qua dai lại nói chuyện với hai bạn nói cười vui vẻ thân yêu có duyên đủ lễ bữa ăn thân thiết ngon miệng lại vui lòng nên kéo dài gần một giờ trưa mới mãn kim cúc mời khách trở ra salon uống nước đặng nói chuyện chơi nữa mấy người lớn đi nghỉ để cho ba trẻ thông thả vui với nhau đến ba giờ chiều trịnh khải minh ra hỏi con muốn mời bạn đi biên hòa chơi hay không kim cúc chịu minh lên lầu thay đồ rồi đem xe ra cẩm đường với lệ quyên từ tạ cảm ơn bà ban cô kiềm rồi về cùng với kim cúc lên xe cẩm đường ngồi trước hai cô ngồi sau thầy minh lái xe chở ba trẻ đi biên hòa kim cúc thấy người ta bán bưởi nhiều cô mua năm trái bỏ lên xe chừng trở về thầy minh ghé thủ đức đãi ba trẻ một bữa tiệc nem nướng bánh hỏi nữa xe về tới đất hộ cẩm đường chỉ đường và chỉ nhà cho thầy minh ngừng cậu leo xuống từ tạ đằng phân tay kim cúc lấy cho cậu một trái bưởi để ăn mặc kỷ niệm cuộc du lịch biên hòa với hai bằng học xe xuống đường kinh lấp đưa lệ quyên về kim cúc cũng biếu cho lệ quyên một trái bưởi lệ quyên ôm bưởi đứng nói em nghe người ta hát như vậy nè trách ai đem dạ bưởi bồng yêu nhau chẳng giữ một lòng thủy chung giống bưởi này nè thật sự chị em mình không nên dùng đâu ngặt chị đã mua lỡ rồi nên em phải chia bớt với chị nhưng mà ăn bưởi chị em mình hãy nhớ đừng có chia lòng chia dạ ra từng muối như bưởi đó nghe kim cúc cười mà đáp lại em lại nghe khác kìa em nghe ngoại hát như vậy nè con người nào khác bưởi bồng Tuy phân nhiều muối song lòng như nhau Vậy thì nên ăn bưởi đặng lòng giả giống nhau Chứ có sao đâu mà chị sợ nè Hai cô ngó nhau mà cười Rồi từ biệt Kim Cúc với Lệ Quyên Nhờ cẩm đường tận tâm Giải dùm mấy chỗ khó hiểu về toán pháp Nên hai cô học khỏi thua súc chúng bạn Tuy hai cô không dám giành hạng nhất Hạng nhì trong lớp song cũng được dựa theo bậc ưu tú nhiều tháng cũng được nêu tên trên bản danh dự Cuối năm cũng có một vài phần thưởng Và cũng được lên lớp đệ nhất khỏi thi môn nào Giống như bạn cẩm đường vậy Niên khóa 1943-1944 Lớp đệ nhất còn động lại bốn cậu học sinh cũ Vì đã rớt trong hai kỳ thi tú tài phần thứ nhất vừa rồi Nên xin học lại một năm đặng năm tới thi nữa Trong bốn cậu học sinh kỳ cựu đó Có cậu Lê Thường Lạc Giống con của một vị đại điền chủ Cần Thơ Cậu bảnh trai lanh lợi, đi học thường mặc y phục đắt tiền, mai khéo. Bởi vậy, điều bộ cậu giống một công tử hơn là một học sinh. Ý tứ cậu lo tăng đẹp hình hài hơn là lo ôm nhuần bài vở. Thường là học pháp văn với anh văn đều cứng lắm, nhưng cũng như nhiều học sinh khác, cậu không thích toán pháp, bởi vậy về môn này thì cậu yếu quá, bị đó nên cậu mới rớt hồi năm rồi. Vô học lại vài tuần Thường Lạc nhận thấy Cẩm Đường có khiếu thông minh Đặc biệt về toán pháp Lại thấy hai cô Kim Cúc với Lệ Quyên thân thiết với Cẩm Đường Hễ vô trường thì bộ ba đó cứ rà rịch theo Nói chuyện với nhau hoài Thường Lạc rình coi mới hiểu Hai cô theo Cẩm Đường chỉ về nhờ Cẩm Đường cắt nghĩa toán dùm Thường Lạc mới lập kế kết thân với Cẩm Đường Thầm nghĩ sự kết thân này có lợi tới hai mặt Một là nhờ Cẩm Đường dạy dùm toán pháp cho mình Hai là được gần gũi với cô Kim Cúc và cô Lệ Quyên Cả hai đều xinh đẹp, có duyên Nhất là cô Kim Cúc đi học có xe hơi tốt đưa rước Chắc là cô vốn con nhà quyền quý Nếu cẩm đường có tình với một cô nào Thì cũng còn dư một cô cho mình gửi can trường Bởi trái tim đang nóng hổi Cẩm đường quen tánh ôn hòa thành thiệt Giản dị khiêm cung Bởi vậy thường lạc làm quen không khó gì Còn thường lạc Đã có sẵn miệng lanh lợi có sẵn nghề tráo trở Lại thêm có dáng sang trọng và đẹp trai nữa Bởi vậy cậu gây thiện cảm của Kim Cúc với Lệ Quyên cũng mau lắm Trong vài ngày thì bộ ba năm trước Bây giờ thành bộ tư rồi Hễ học sinh vô trường rồi thì người ta thấy luôn luôn Hai cặp trai gái hoặc đi bách bộ trong sân Hoặc chồm nhôm dưới bóng cây mà nói chuyện Kim Cúc với Lệ Quyên gần gũi với Cẩm Đường hơn một năm rồi Mà vì Cẩm Đường chân chánh đoan trang Nên khiến hai cô yêu mến như em gái yêu mến người anh trai vậy thôi Chứ không có tình ý gì khác Thường Lạc mới gần hai cô trong ít tuần Mà vì Thường Lạc đẹp trai duyên dáng khiêu gợi Nói hay Nên đã làm cho hai cô tán loạn tinh thần Sôi nổi ái tình Nhất là cô Lệ Quyên sẵn có ốc lãng mạn Cô mê mẩn say sưa Thường Lạc Vắng mặt thì cô buồn bực Gặp mặt cô mới vui cười Cô Kim Cúc cũng vậy Nhưng cô già dặt hơn Nên người ta không thấy tư tình của cô được gần bãi trường nửa năm Bà Ban hỏi Kim Cúc Sao không mời bạn thân vô nhà chơi nữa Dân theo ý bà ngoại Kim Cúc mới mời Mà lần này mời ăn cơm việc Lại mời thêm thường lạc nữa Khác hẳn với thái độ đoan trang chân chánh của cẩm đường Vô nhà Kim Cúc Thì thường lạc thấy cha mẹ Kim Cúc ở phố lầu lôi thôi Coi bộ không sang trọng gì lắm Nên cậu không cần kiên nể Cậu biểu lộ tất cả tài nói hay Với cái nghề cải giỏi của cậu Nói lớn cười to làm cho cẩm đường ngồi xếp ve ít dám xen vô mà bàn luận để cho thường lạc tự do chinh phục cảm tình của kim cúc với lệ quyên tối lại trong nhà ăn cơm với nhau kim cúc nói hồi xế cô đưa ba bạn thân về trên xe ai cũng khen đãi đồ ngon lại nấu khéo thầy minh với cô kiềm đồng khen thường lạc có tâm trí lại có khẩu tài rồi đoán rằng người lỗi lạc quạt bát như vậy thiệt đáng coi là hy vọng của nước nhà về sau kim cúc chúm chím cười Nghe cha mẹ khen thường lạc mà cô lại đắc chí Bà ban liếc mắt Thấy sắc mặt của con cháu ngoại cưng Thì bà hiểu tới thâm tâm ẩn ý của nó rồi Nên bà mới chậm rãi nói rằng Vợ chồng con khen cậu thường lạc Má sợ vợ chồng con lầm chết đa Người ta thường nói đó Cái thùng mà nó gõ kêu lớn Là tại trong ruột nó trong rỗng hả à. ấy vậy nói hay không quý hơn làm hay đâu nghe lại nói ghi không tốt hơn là nói bậy nếu ai hỏi má trong hai cậu cấm đường với thường lạc như má phải chọn lựa đó thì má chọn cậu nào má sẽ nói ngay má chọn cậu cắm đường chứ không bao giờ má chọn thường lạc cả ngoại nói vậy chứ anh cấm đường anh học giỏi thiệt nhưng mà anh lù mù ít nói quá à coi bộ ảnh không có đủ tư cách mà theo kịp cái đời mới là đời hào hùng cạnh tranh tiến thủ này đâu ngoại ơi còn anh Thường Lạc thì anh lẹ làng, rực rỡ Có nghị lực mạnh, có sáng kiến hay nữa Dám nói thì tự nhiên anh dám làm Chứ sao ngoại chê ảnh Nghị lực ở trong ốc Con làm sao mà thấy được chứ Sáng kiến chưa thực hành Làm sao con biết hay Vì sắm xe hơi người ta cần xem vàng máy Chứ ai thèm kể nước sơn Nước sơn cũ hay dụng mình sơn lại cho mới Cho khéo đâu có khó gì đâu con Chứ vàng mái xấu đó Dầu sữa hoài nó cũng không tốt được Cây đó hại lắm đà Mình đi xa nó chết mái Bỏ mình ngơ ngẩn dọc đường Thì khổ biết chừng nào Ngoại ơi Thời cuộc xáo trộn Con tưởng thế nào rồi đây cũng có một thế hệ mới Sẽ mở màn Hạng thanh niên Việt Nam cần phải rèn tập tâm trí tài nghề Cho thích hợp với thế hệ mới Dường ấy mới có thể xây dựng quốc gia được Chớ nhúc nhát lù mù như xưa Thì sợ e hư hỏng hết rồi còn gì Con nghĩ như vậy ngoại cho là phải Hễ muốn nên việc Thì cũng phải mong nhờ Cậy hạng thanh niên cường tráng Chứ đam già cả lưng mỏi gối trùng Thì từ xưa ôm ấp cái tâm hồn thủ cựu Lại từng bị chế trị cái đầu óc nô lệ Đã quen rồi thì có hợp với đời mới đâu mà kể nè nhưng từ ngày quân đội nhật bổn hùng hào đổ bộ vô sư mình ngoại suy nghĩ về tương lai của người mình nhiều lắm chứ người mình nó phải lo liệu cách nào mà đòi hỏi chủ quyền quốc gia tự do dân tộc chứ xui xị mà để nhật thai pháp đặng thống trị sư mình nữa thì cái hại cũng không chấm dứt đâu thanh niên là hy vọng của nước nhà ngoại cũng mong nhờ thanh niên như ai vậy chứ như ngoại nghĩ thanh niên muốn làm nên đại sự muốn giải cứu nước nhà tự nhiên phải tập rèn phải đoàn kết phải biết hy sinh cho trưởng tộc cho quốc gia phải có trí tài cao xa phải có võ lực hùng hậu mà còn phải có cái điều này là điều cần thiết nhất đó con là phải có cái lòng đạo đức có khiếu quân tử Đó là căn bản của sự thành công Nếu muốn thành công mà không cần căn bản đó Thì ngoại e khó đạt được mục đích lắm đa Vì trí ý đó nên hồi nãy ngoại chọn cấm đường Chứ không chịu chọn thường lạc Con hiểu hay chưa? Hễ hey, mà như chưa hiểu đó Thì đâu con suy nghĩ lại đi Kim Cúc Châu Mày lặng thinh Cô kìm ngó xéo chồng mặt cười mặc dù bà ban không chê thường lạc mà bà nói cạn lời có ý vạch mắt cho đứa cháu ngoại thơ ngay đặng nó sáng suốt mà xem người nhưng kim cúc tuy yêu quý cẩm đường như yêu quý người anh song cô cũng vẫn cho thường lạc khôn ngoan lỗi lạc hơn cẩm đường cô cũng vẫn tin thường lạc là thanh niên hoạt bát hợp với đời mới cô cũng vẫn đặt tất cả hy vọng vào thường lạc giữa năm 1944 Học sinh lớp đệ đề nhất đều dự thi bằng tú tài kỳ nhất Cử tử đậu nhiều Cẩm đường được đậu ưu hạng Thường lạc kim cúc với lệ quyên cũng đậu hết Xong đậu hạng dưới một bực Bạch Liên là cha của Bạch Lệ Quyên Vui lòng mà thấy con học đã thành công Được một cấp rồi Nên tỏ ý với vợ Muốn làm một tiệc ăn mừng cho con Vợ nói Kim Cúc đã có mời Lệ Quyên Với mấy bạn thân ăn cơm nhiều lần rồi Vậy nếu làm tiệc thì nên biểu Lệ Quyên mời hết mấy bạn thân của cô mà đãi luôn đặng trả lễ bạch liên chịu và tính tối thứ bảy đặt tiệc tại nhà hàng lớn ở đường kinh lấp Lễ quyên lãnh mời ba bạn thân ai cũng sẵn lòng đi dự tiệc bữa cơm tây thân ái bốn bạn tân khoa thú tài thảy đều mừng vui nói chuyện không ngớt trước mặt vợ chồng ông bạch liên cậu thường là chỗ hết tài khoe khoang để cho người ta biết mình khôn ngoan hoặc bác hơn hết trong đời này không ai bì kịp Trái lại cẩm đường thì lặng lẽ im liềm Ngồi nghe ba bạn bàn luận mà cười Chứ còn không muốn nói gì hết Dường như cuộc thi cử không có gì đáng nói Hay là bằng túi tài phần thứ nhất Cũng không có gì đáng mừng Tiệc mãn rồi Ba bạn của Lệ Quyên cảm ơn ông bà Bạch Liên và Lệ Quyên Rồi từ mà về Kim Cúc có xe hơi nhà đầu chờ ngoài đường Nên cô mời cẩm đường với Thường Lạc lên xe Đặng cô đưa giùm hai bạn về cho mau Lên xe Kim Cúc ngồi giữa Hai bạn ngồi hai bên Kim Cúc dẫn anh phơ chạy lên đất hộ Đưa cẩm đường về trước Rồi hẳn trở xuống đường Bạc Hà Mà đưa thường lạc Tới đất hộ cẩm đường cáo biệt rồi xe phát chạy Bây giờ trên xe chỉ còn thường lạc ngồi giữa bên Kim Cúc Dưới bóng đèn tỏ rạng trong mui xe Thường lạc ngó Kim Cúc mà cười Rồi thình lình chụp nắm tay cô mà nói Qua yêu em quá Đợi học lấy được bằng tú tài toàn phần rồi Qua sẽ cưới em làm vợ Kim Cúc dây qua ngó thường lạc mà cười Cô vừa gỡ tay vừa hỏi Anh nói thiệt hay là nói chơi vậy? Qua nói thiệt chứ Nếu qua nói láo với em Thì qua là con chó chứ không phải là người ta nữa đâu Anh nói anh phải nhớ lời nghe không? Quên làm sao được nè Hai người nói có mấy câu Thì xe đã ngừng trước nhà của thường lạc Thường lạc bắt tay từ biệt Kim Cúc Rồi mở cửa xe leo xuống Kim Cúc nói dối Anh phải nhớ lời anh nói nha xe phát chạy đèn trong môi xe vẫn tỏ kim cúc chúm chím cười lòng dạ nhẹ nhàng thơ thới trong lúc bãi trường nghỉ hơn hai tháng kim cúc có buồn thì ra sài gòn thăm cô lệ quyên và rước cô đi chơi một vòng buổi sớm mời cô thường cậy sơ phơ tập cô lái xe tập nửa tháng cô chạy được nhưng bà ban với cô kiềm không cho kim cúc lái nên cô muốn đi đâu cũng biểu sơ phơ theo mà lái vì đường sài gòn chở lớn xe nhiều Hai bà sợ rủi ro bất trắc Kim Cúc muốn đi xa đặng cô giành lái xe Cô mới xin mẹ và bà ngoại Cho phép cô đi Tân An thăm cậu cẩm đường Như được đi thì cô rủ cô Lệ Quyên đi với cô Bà Ban vẫn thích cẩm đường Biết cẩm đường đàng hoàng đúng đắn Lại đi có Lệ Quyên thì khỏi lo Bởi vậy bà cho phép liền Kim Cúc ra Sài Gòn rủ Lệ Quyên Hẹn 8 giờ sáng bữa sau sẽ đem xe ra rước đi Vợ chồng ông Bạch Liên cũng vui lòng cho con đi với bạn xuống Tân An chơi Hai trẻ được đi chơi thông thả Thì hớn hở vui cười Xe ra khỏi Phú Lâm Kim Cúc biểu anh sơ phơ ngừng lại để cô lái Anh ngồi một bên có chừng vậy thôi Thiệt Kim Cúc chạy được Qua cầu vững vàng Tránh xe gọn ghẻ Quanh cua cũng đúng luật Kim Cúc với Lệ Quyền đều biết Cẩm Đường là con của bà giáo thiệu Có anh tên Cang Dạy trường Bình Phước Và chị tên Miên dạy trường tỉnh Tân An Bởi vậy xe tới Châu Thành hỏi thăm lần lần rồi tìm được nhà bà giáo thiệu ở giữa bên đường đi tầm du. Hết tập 14. Còn tiếp